Thưa quý vị, tình hình ở BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp mới chỉ tạm lắng dịu thì tại BOT Sóc Trăng, huyện Châu Thành - Sóc Trăng, tình trạng ồn ào đã xảy ra từ sáng sớm ngày hôm nay khi hàng chục tài xế đến trạm thu phí này để phản đối. Các tài xế điều khiển xe đến trạm theo hướng từ Bến Tre về Hậu Giang, dừng lại tại trạm và liên tục bấm còi báo hiệu nhau dừng lại. Nhiều tài xế bức xúc vì cho rằng trạm thu phí Sóc Trăng đặt trên quốc lộ 1 là vô lý, họ không đi tuyến tránh nhưng vẫn phải trả tiền tuyến tránh hoặc chỉ đi một đoạn nhưng phải trả tiền cho cả tuyến. Họ cũng bất bình vì mức thu phí quá cao. BOT Sóc Trăng là trạm thu phí dùng để hoàn vốn cho dự án mở rộng quốc lộ 1 và xây dựng tuyến tránh thành phố Sóc Trăng.